Đây là mẫu Canva logo các bạn nha. Canva logo phiên bản cao 60-60, trước 18 cam, sau 21 cam ha. Sử dụng đựng húp mixergamit. Sử dụng đùm húp mixergamit. Thì cái này được thiết kế là bề mặt bóng ha, tem in chìm ha, gloss carbon. Và cái tem này nằm trong salon các bạn nha, gloss carbon ha. Thì các bạn nhìn thấy cái bánh Canva logo này mà hàng Taiwan á, nó sẽ khác với hàng China ha, khác rất nhiều bạn. Chung là vân rất là rõ ràng ha, vân carbon nhìn rất là sắc nét. Cái này là logo 3D các bạn nha. Thì bánh Canva logo này á, thì ngoài phiên bản cao 60-60 á, như hiện tại á, thì còn có 40, 45, 50, 55, 60, 65, 80, 88, 90 ha, đặt theo tùy chọn các bạn nha. Thì bánh này đang có giá là 12 triệu rưỡi, 12 triệu rưỡi nha các bạn nha. Giá thì có lên xuống thì mình có cập nhật trong phần bình luận á, các bạn chú ý trong phần bình luận ha. Còn phanh đĩa là 14 triệu nha các bạn, bảo hành 2 năm lỗi đổi mới ha. Còn phụ kiện thì nó gồm có ti bọc, van áo vòi, chân câm, má gơm ha. Còn đây là bánh sao nha các bạn, bánh sao ha. Đây cặp bánh sao của mình đùm húp mít ha, đùm húp mít sigamit. Thì đối với cái đùm này thì mỗi đùm có số seri đây hết rồi nha các bạn, mỗi đùm đều có số seri hết ha, húp mít sigamit. Bây giờ mình sẽ test cái đụng húp mít lên cái cặp phanh Canva này nha các bạn nha. Đụng húp mít siêu mít của Đài Loan nha, phần cực kỳ. Thì đối với đụng này các bạn cũng không cần làm gì mà tạp hết, các bạn chỉ cần xem nhẹ vậy ha, tiếng rất tròn và lít nha các bạn nha, không bị quản ha, giòn và lít. Thì mình sẽ xoay cái cặp bánh cho các bạn nghe thử ha. Nói chung là rất ok các bạn. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình đó. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại mình ha, hoặc là Zalo số điện thoại trên luôn các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi.